Quy y Địa Tạng Bồ Tát. Con nay tên Trần Thị Thùy Linh, pháp danh Tâm Hoa. Nay con nghe trong kinh Địa Tạng Phật tuyên thuyết giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Ngài, khiến con rất cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng Vương xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trở đi, trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng với lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô tri, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết tại tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con, cùng hết tại muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Địa Tạng Bồ Tát, con nay tên Trần Thị Thùy Linh, pháp danh Tâm Hoa. Nay con nghe trong kinh Địa Tạng Phật tuyên thuyết giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Ngài, khiến con nay rất cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng Vương xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trở đi, trọn đời trọn kiếp đến tận đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng với lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên. Hiện nay con là phàm phu ngu si, vô tri nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết tại tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con, cùng hết tại muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Địa Tạng Bồ Tát, con nay tên Trần Thị Thùy Linh, pháp danh Tâm Hoa. Nay con nghe trong kinh Địa Tạng Phật tuyên thuyết giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Ngài, khiến con nay rất cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng Vương xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trở đi, trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đều biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng với lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô tri nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết tại tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con, cùng hết tại muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát sanh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tham gia cộng đồng Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13. Đức Phật giáo phó
Lúc đó Đức Phật Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi, tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lạp, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng, tám bộ chúng đây một lần nữa đem các hàng chúng sinh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi nhà mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sinh đó phải bị lọt vào các ác đạo, dầu là chừng một ngày một đêm, huống chi lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành nhưng rồi không bao giờ liền thất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ăn cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật pháp chừng bằng sợi lông mảy trần hột cát giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thối thất lại vài nữa. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục, những chúng sinh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển đại thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sinh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời hưởng những sự vi diệu thù thắng. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời nay đời sau chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Hai Bồ Tát tuân chỉ. Bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ nữ nào đối với trong Phật pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyển. Ba hư không tạng bạch hỏi. Lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Như Lai gợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng nghe kinh điển này và nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu phước điều phước lợi, cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà nói lược việc ấy cho 428 điều lợi. Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến tụng đọc tụng, dùng hương hoa đồ ăn món uống y phục vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chim lễ, thời kẻ ấy được 28 điều lợi sau đây: một, các hàng trời rồng thường hộ niệm; hai, quả lành
ngày càng thêm lớn ba chứa nhóm nhân vô thượng của thánh, bốn mãi không còn thối nát đạo bồ đề, năm đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ, sáu những bệnh tật không đến nơi tăng, bảy khỏi những tai nạn về lửa và nước, tám không có bị hại vì trộm cướp, chín người khác thấy đều sanh lòng cung kính, mười các hàng quỷ thần theo hộ trì, 11 đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai, 12 đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần, 13 thân tướng xinh đẹp, 14 phần nhiều được sanh về cõi trời, 15 hoặc làm bậc vua chúa, 16 có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước, 17 có mong cầu chi cũng được tỏ ý, 18 quyến thuộc an vui, 19 các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch, 20 các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn, 21 đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại, 22 đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ, 23 những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ, 24 nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về quả vui sướng, 25 các bậc thánh khen ngợi, 26 canh tánh lành lợi thông minh, 27 giàu lòng từ mẫn, 28 rốt ráo thành Phật, 5-7 điều lợi, lại vậy nữa này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đánh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà khen ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng 7 điều lợi ích, mau chứng bực thánh nghiệp ác, tiêu diệt chư Phật đến ủng hộ, không thối thất Bồ Đề, bổn lực được tăng trưởng, việc đời trước đều rõ biết, rốt ráo thành Phật. 6. Đại hội 8 tháng. Bấy giờ Bắc Khả thuyết tất cả các Đức Phật và Đại Bồ Tát cùng 8 bộ chúng trời rồng ở 10 phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bày sức oai thần lớn, chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đao lợi, rưới vô lượng hương hoa, thiên y chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát, xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ, chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển hạ hết, bổn thể Địa Tạng so nhân trong kinh tàn tật căm ngậm do tiêu sinh, đời này tụng đại thừa phước lợi vô cùng, quyết sen báu vãng sanh. Nam mô thường trụ thập phương tăng, Nam mô thường trụ thập phương tăng, Nam mô thường trụ thập phương tăng, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Sammo di soha.